chiếc vỏ này chạy ghê các bạn ơi. Ok, sáng sáng nước luôn các bạn, quá dữ. Ồ, ghê chưa. Rồi, đây có một em tàu khổng lồ quá nè. Wow, chiếc này cũng quá khủng luôn nè bạn ơi. Nè, này đi nước xuôi nha các bạn, dưới xuôi gió luôn nè, cũng không có sóng nhiều cho mấy nha các bạn. Không phóng ra ngoài bè là nước ầm ầm luôn các bạn, khỏi cần đi đâu xa cho các bạn, ghê chưa. Wow, ở đây có chiếc tàu chở dừa nữa các bạn. Ồ, chạy kìa kìa. Cà phê. Trời, nó đã rồi kìa các bạn ơi. Ghê chưa? Chiếc này đặt máy ngoài nha các bạn. Ồ, nguyên một ghe dừa luôn nè. Ghe này cái lường nó rất là sâu nha các bạn. Ghe này thường thường dùng để chở cá nè. Đi nước ngược rất là ghê các bạn. Mấy chiếc này nè, đi càng chạy cái mũi nó cắt cắt lên không nha các bạn. Nó trẻ sống dưới nước rất là đã luôn, rất là hay nha các bạn. Chạy cũng tốc độ lắm đó các bạn. Đây có một chiếc vỏ chở đồ nữa các bạn, đặt mà như máy ngoài nha các bạn. Chạy cũng khá là dữ luôn nữa các bạn ơi. Cái vỏ này chạy trẻ sóng rất là phê nha các bạn. Cái máy xe bành kỳ phía sau luôn nữa các bạn. Còn chiếc này như là chở đồ gãy nha các bạn. Chạy cũng rất là thoát ghe luôn nè. Chạy cũng rất là giọt luôn. Rất nhanh luôn nè.
Wow. Chiếc ghe tầm bản này chạy giọt lên luôn các bạn ơi, chạy ghê thiệt các bạn. Dữ, chiếc ghe tầm bản này ghê quá các bạn ơi, chạy kìa. Quá dữ. Tua luôn. Đây có một chiếc ghe sắt các bạn, chở cát này. Tài công là nữ nha các bạn. Chiếc tàu này phải có một cái thùng container nha các bạn. Thùng container này mới, rất là mới nha các bạn. Để làm nhà ở các bạn. Phía trước này mình thấy có gắn cái máy lạnh nè các bạn. Cái ghe này mình nhìn giống như cái ghe xuồng hàng nha các bạn. Mà không biết phải không nữa nha các bạn. Hoặc là ghe câu các bạn ơi. Ghe câu, ghe thả lưới đâu nè. Ghe này hình như là chiếc ghe cào nữa nha các bạn. Ở khu vực sông Hậu thì mình thấy ghe đánh bắt cá rất là nhiều luôn bạn. Ghe cào với dân lưới dưới đẩy xịp rất là nhiều luôn. Ghe này không có mui các bạn ơi, rất là nhỏ luôn nè. Bên này cũng có một chiếc rồi các bạn, chiếc này ghe cào nha các bạn. Đang chuẩn bị thả cào xuống đó các bạn. Rồi dục xuống luôn. Hiện giờ là con nước đang lớn nha các bạn. Wow. Không phải ghe cào các bạn ơi, ghe này ghe ủ xịp các bạn. Hồi nãy ra xa quá mà nhìn không rõ các bạn. Rất là dữ luôn à. Đây có một chiếc xịp nữa các bạn.